vị, khi nói đến trang phục truyền thống của người Việt Nam, người ta nghĩ ngay đến áo dài và trải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn. Cùng với sự biến chuyển của quá trình lịch sử, áo dài Việt Nam vẫn tồn tại cùng thời gian và được xem là một trang phục truyền thống là biểu tượng trong văn hóa dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật tuyệt vời của dân tộc. Ngoài vẻ đẹp trang nhã thanh lịch, các cấu trúc còn ẩn chứa ý nghĩa dạy dỗ về đạo làm người của tiền nhân. Áo dài còn là một thành quả biểu tượng của bản sắc và tinh thần Việt Nam. Quý vị đang chia sẻ những áo dài với nhà vẽ kiểu Cao Thanh Liệt. Hiện đại mà nhà tạo mẫu thời trang Cao Thanh Liệt đã cống hiến cho cái gì hôm nay.